Cú thương cho nó đỡ phải tai nạn thôi đâu, mà là nó sắp được bắn slide của bố BK đấm thối đầu. Lần này tao đi xong chắc chắn là đuổi tận giết tuyệt. Để lũ xúc vật gì căn chúng mày phải nói nên lời tiễn biệt. Bị dày dòng làm gì khi càng lộ rõ yếu kém của trình mày. Đéo nghe ca ve cái chuyện anh em mấy thằng xúc sinh đó trình bày. Chỉ cần để tao là đủ, cần gì đến BK rap. Khi mày không muốn du ngủ, tao cho mày siêu thoát. Chúng mày nghe tự hào suốt đời vì được đích thân bố mày rap đấy cho đói rồi càn. Giờ bị bố khóa mõm băng vài vần rap cháy. Lũ hành trường mà đéo dám nhận tại sao dám nhắc đến tên gian. Đường vài bus của bố mày lấy được bài học tao nghĩ chúng mày nên mang. Nửa tháng dặn ra bài nhạc cứ cặc người ta nghe qua loa rồi tắt. Đéo tự sản xuất âm nhạc mang tiếng nói nghiên cứu muốn lồi mắt. Rapper gì dùng vần đéo nội dung thật khiếp hãi hồn. Viết ra vần như say sinh tố đi cô mày ép vãi lồn. Đéo có chính kiến mày đéo hợp với rap chiến. Bố rap khi giấy mà còn dính kiến còn cố gượng lấp liếm. Bà hoa trong đống lyric bị bố gật cổ chết ngay. Mà trên đất Bắc là rác nhưng lại thập là học đòi bố BK. Chúng mày nên tự hào suốt đời vì được đích thân bố mày rap đấy cho đói rồi càn. Giờ bị bố khóa mõm băng vài vần rap cháy. Lúc em chửi bảo đéo dám nhận tại sao dám nhắc đến tên giang. Hưởng vài verse của bố mày lấy được bài học tao nghĩ chúng mày nên mang. Cứ đổ ngó bên ngoài vì nhạc beep thì mới được gọi là rap hở. Lấy mang làm trò đùa trên beep để đem ra lùa thằng khác hở. Rap bài như hai lần vi thằng đi tù thằng thì trầu trời tự nhận đời đầu nhưng lại phát ngôn như mấy thằng nhóc đầu đời. Nếu như mày thì chỉ cần dùng với rượu vang đỏ vì thì chúng mày làm được ba món óc chó lưỡi rắn và gan thỏ. Chúng mày là nỗi sỉ nhục chẳng ai dám mang nỗi nhục này giải bày. Thế nhưng mẹ mày mang luôn rơi rơi nếu hôm ấy bà ấy say thay mày. Chúng mày nên tự hào suốt đời vì được đích thân bố mày rap đấy cho đói rồi càn. Giờ bị bố khóa mõm băng vài vần rap cháy. Lũ em chửi bảo đéo dám nhận tại sao dám nhắc đến tên giang. Hưởng vài bus của bố mày lấy được bài học tao nghĩ chúng mày nên mang. Mấy thằng động kinh vòi đã yếu còn rốt lyrics smooth flow. Lũ ấp cứt rap như lồn nên đi đâu cũng bị dập sâu. Hiểu MC của rap Việt không có chỗ cho một con nít đi xem. Sau thất bại lần này chúng mày sẽ ám ảnh mỗi khi bố PM. Thôi qua nhưng tao dạy lại chúng mong mà về chiều rap chiến. Bây giờ chỉ còn sức sức vàng cho tất cả những điều khác biến lấy vào ra mà chép. Lũ mọi dạ kiến thức không sâu rộng nên nhận thức gà vàng gắt bố bán hành chứ đeo bán thuốc chưa đại hà. Nên tự hào suốt đời vì được đích thân bố mày rap đấy cho đói rồi càn. Giờ bị bố khóa mõm băng vài vần rap cháy. Lũ hèn chửi bảo đéo dám nhận tại sao dám nhắc đến tên giang. Hưởng vài verse của bố mày lấy được bài học tao nghĩ chúng mày nên mang. Chúng mày nên tự hào suốt đời vì được đích thân bố mày rap đấy cho đói rồi càn. Giờ bị bố khóa mõm băng vài vần rap cháy. Lũ hèn chửi bảo đéo dám nhận tại sao dám nhắc đến tên giang. Hưởng vài verse của bố mày lấy được bài học tao nghĩ chúng mày nên mang. Thằng em tao một chọi ba với nó sẽ có vẻ khó. Chia tay lại nếu đéo muốn nghe tiếng xương chúng mày bị bẻ đó. Hãy nhớ bố BK được bố đặt bút cắt tiết xong tất cả người rap hết con mẹ chúng mày đi đừng cay đừng cố trong vất vả. Đến lần này thấy mu chưa đủ rồi gặp phải bi kịch đánh giá thấp giáp bác khi trình độ chúng mày thấp dưới mức quy định. Ngôn của những đéo lý lẽ chặt chẽ thì muốn dạy đời chê bớt ai nghe xong bài này thì vẫn chưa khôn ra thì xin lỗi là tao sai.